Xin chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay là 21 tháng 12, em lại tiếp tục lên cho anh em cái lô máy. Hôm nay là cái lô chữ C, cái lô chữ cỡ nha anh em. Thì máy cũng lộn xộn mình nè, cưa, cắt cỏ, xịt thuốc, phun vôi, thổi lá, xả phân luôn ha. Đầy đủ cho mình hết như mọi bữa luôn nha anh em. Hôm nay em lên cho anh em tổng cộng là 13 máy ha, bắt đầu từ con C1 cho tới cái con C13. Hôm nay có cho anh em một con xả phân với thổi lá là 50cc luôn nha anh em. Xịt thuốc thì có cho anh em một con tên là 23 nè, tum gời, bình xăng con 2 kim luôn nha. Con này thì bơm là bơm ti, có chỉnh áp luôn. Này thì nói chung là xịn sò cực kỳ luôn á. Kế bên là con Madu, con này thì dùng cho mình xịt gọi là xịt cây kiển, cây cảnh, nói chung xịt 1m anh em, để dùng gia đình này kia đó ha. Cắt cỏ thì có là con Kawasaki TA33 nha anh em. Komatsu 2006 trợ lực nè, tum gời luôn. Maru 26 sắc lớn nè, trợ lực lớn luôn ha. Cũng tum gời cho mình luôn. Mitsu TB23, dòng này dùng gia đình nha anh em, các cỏ vườn của nhà đó. Dòng này anh em xăng pha nhớt đầy đủ là bao xài luôn. Dòng này chạy phải gọi là cực kỳ bền luôn nha anh em. Echo, dòng khủng long ăn cỏ ha. Một cái dòng máy khá là quen thuộc bên kênh của em luôn. Phía trên thì có cho anh em một con Maru 20 siêu phẩm luôn nha. Bình xăng còn con nè, còn tem nè. Đây, bình xăng lớn cũng mới chát luôn. Áo màu hồng rất là sáng ha, đặc biệt là con này bóp hệ luôn nha. Shinewa 22 nha anh em, 32 ly, bình xăng con ra ngang hệ luôn, bugi đứng ha. Tanaka vượt sao, dòng này là máy nhỏ dùng gia đình nha anh em, dòng này chạy rất là tiết kiệm xăng nha. Cưa thì có cho anh em một con G Komatsu 365, con này 40 ly, 36cc, làm Latin luôn, dòng này chạy rất là bốc nha anh em. Hôm nay em sổ là còn có 2.6 rồi, xả hàng luôn. Và con đầu tiên là con cưa tay cục, cưa siêu phẩm luôn nha anh em, được sản xuất là hồi tháng 7/2021 luôn nè. Dòng này gọi là dòng siêu lướt luôn nha, rất là mới luôn ha, làm mà còn mới tinh luôn á. Rồi, anh em chốt máy liên hệ trực tiếp số điện thoại của em 0917414042. Số này thì em có liên kết với Zalo luôn ha. Hình thức của bán bên em là bao ship tận nhà nha, không cần phải đặt cọc trước, và hàng tới tất nhiên là tới nơi anh em sẽ được kiểm tra, được test nổ máy, ok ngon lành hết thì anh em mới thanh toán cho cái shipper là cái người giao hàng cho mình đó. Địa chỉ cửa hàng của em là ở ấp Thạnh Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Anh em xem clip nhớ cho em một nút like và một nút đăng ký kênh nha anh em. Máy ở đây là máy 2 thì anh em nhớ là xăng pha nhớt 2 thì giùm em. Tỷ lệ pha là 1 lít xăng 40cc nhớt ha. Rồi phụ tùng theo cho mình á, cưa thì sẽ là 4 món nè. Cắt cỏ sẽ là 6 món nha anh em. Xịt thuốc thì sẽ là 3 món và cái phun vô thổi lá nó sẽ là 3 món luôn ha. Và 4 món luôn nha anh em, có con sùng đó là 4 món luôn á. Thì mỗi máy thì sẽ có một cái phụ tùng đó, bởi vì anh em mua cái máy nào thì anh em nhớ là phụ tùng theo của mình cái đó ha, bao nhiêu món để tới nơi mà mình kiểm tra hàng, mình còn kiểm tra phụ tùng nữa coi đầy đủ không ha. Rồi em vô con đầu tiên cho mình là con máy cưa C1 nha. Này đúng kiểu gọi là hàng lướt của anh em, hàng lướt là hàng mua là có người xài rồi nhưng mà người ta xài không có nhiều, rồi xong người ta bán lại gọi là hàng lướt anh em, mà hàng là hàng của Nhật chính gốc luôn ha, hàng bãi Nhật. Này là cái ông chủ đầu tiên của nó là xài không được bao nhiêu luôn nha anh em, hàng là chưa có qua tay người Việt nha, hàng là chỉ có người bên Nhật xài thôi ha, rồi mới nhập vô cái gọi là xài rồi xong người ta bỏ ra bãi thì sẽ có người thu gom về, rồi xong sẽ có bên em sẽ có một cái người thu để về về Việt Nam đó, thì là bởi vì gọi là hàng bãi của Nhật ha, chứ không có chơi là hàng thu dân nha anh em. Hàng thu dân là hàng ở đây xài rồi xong mình mua lại mình dọn mình gửi sơ lên bán, cái đó hàng thu dân, cái đó hàng rất là rẻ, bán gì nó xài không có bền, cho nên là chơi gì là không có lậu rồi không có được bền đâu nha anh em. Bởi vì là hàng có sao nói vậy ha. Cưa tay cục con này là Tanaka nòng 35 ly 26cc, hàng bãi Nhật nha anh em. Đây, sản xuất là hồi tháng 7/2021 nè, hàng rất là mới luôn ha. Có bơm xăng phụ nè, e gió tự động nè, và có luôn cả phần là phanh xích cho mình luôn. Đây đó, rất là nhẹ nhàng luôn ha anh em. Còn cái lam với cái xích là như mới luôn á nè, lam anh em nhìn nè, chưa có bị bong chóc cái nào luôn, chữ nó còn nguyên si luôn nha. Xích nè cực kỳ dày luôn ha, hàm gồng đầy đủ cho mình luôn. Bô thì là chưa có bị cháy lớp kiến luôn nha anh em, còn cực kỳ mới, tem mát nè, ốc chặn xích nè, trắng tinh luôn ha, quá vip luôn nha anh em. Con này vừa ngoài cái việc mua xài mà có thể là mua chân được luôn, cực kỳ mới. Lam 4-3 ha, con này mà anh em mua về mà anh em bộ anh em bỏ cái thùng anh em nói hàng này hàng trong thùng ra người ta cũng tin nữa, cực kỳ mới luôn. Phía dưới nè rất là sáng luôn ha,
C1 giá 2.100.000 nha anh em, 35 ly 26cc, dòng này cưa tay cục dùng gia đình ha. Tiếp theo là con C2. Dòng này là cơ Matsu G365 nha anh em. Dòng này nổ thì phải gọi là bao giòn luôn, nghe cực kỳ sướng luôn ha. Này nhớt gà lam nha anh em. Đây nhớt gà lam nè. Cái này nhớt hơi nhiều bởi vì nó tràn lên cái ốp làm. Nòng 40 ly, 36cc ha. Dòng này là hàng gọi là hàng hệ luôn anh em ơi. Chạy cực kỳ bền nha. Nổ thì bao giòn mà chạy rất là khỏe luôn ha. Ồ, cái phần lốp cũng còn khá là đẹp nha. Có cái nước sơn bên cái chụp giật này nó hơi bị chốc nè. Hơi chốc sơn, nó ốp làm cũng hơi chốc sơn. Thì cái này là cái vỏ nha anh em, này là bằng nhôm mà cho nên là bao cho anh em. Nếu mà anh em muốn đẹp thì về anh em sơn lớp phết lại lớp ngoài nữa thì nó bình thường thôi. Mà tại đây nước sơn duyên em để nguyên chứ em không có làm lại. Còn cái ốc mà ốc chỉnh nhớt ga lam anh em muốn ít lại thì trên đây luôn nha anh em. Đấy, cái đầu trên là mình chỉnh theo cái đầu trên này nó ít lên nè. Còn chỉnh theo chiều dưới này là nó nhiều ga nè. Nó có chữ mát chữ min đó. À, anh em chỉ cần nói chung là dặn theo chiều nhả ga là nó nhiều. Còn siết vô là nó ít lại, đơn giản vậy thôi ha. Làm ra tin luôn nha. Đây, con này á, thì xích thì nói chung cũng còn khá là ok á. Nhưng mà nếu anh em chốt, em sẽ tặng thêm cho anh em một bộ xích mới nữa nha. Bộ xích mới 100% luôn. Về là anh em để dành mình sẽ cua mình xài ha. Rồi, lam con này cũng dài 43 luôn nha anh em. Dòng này hạ cây rất là khỏe, rất là bóc máy ha. Chạy thì phải gọi là siêu bền luôn. C2 giá 2.600.000 nha. Tiếp theo là con C3. C3 là con Tanaka dựng sau nha anh em, nòng 30 ly 20cc. Con này là dạng phân khúc dùng gia đình nha, máy nhỏ gọn. Dòng này thì chạy phải gọi là rất là tiết kiệm xăng. Thứ nhất là do nòng piston nhỏ, thứ hai nó là bình xăng con hệ luôn, bình xăng con gang ngang luôn nha anh em. Ồ, cái bugi zin luôn anh em, da băng luôn nè. À, hàng zin cho mình luôn. Bình xăng lớn này zin luôn nha, còn rất là sáng máy luôn. Anh em nhìn cái ốc nè, con ốc nào nấy còn 7 màu luôn nha anh em. Còn rất là mới luôn ha. Rồi số seri máy đây. Thì cái số seri này anh em nào chốt con này thì có thể cẩn thận chụp màn hình lại để hàng tới nơi mình kiểm tra đúng số seri thì mình nhận ha. Cái đó thì bên em cho mình kiểm tra thoải mái phụ tư. Tum nó là tum gời luôn nè. Công tắc ấn nha nè. Rồi, máy là tay đôi gai giữ ha. Lắp trắng cỏ đầu bò zin nguyên bản cho mình hết luôn nha anh em. Con này thì liền lạc ha. Đây, chân chống bình xăng mài mòn cho mình luôn đây, giúp cho bình xăng mình không khỏi đắt cho nên bình xăng con này thì phải gọi là còn cực kỳ mới luôn. C3 giá 1.200.000 nha anh em, phân khúc dùng gia đình, cắt cỏ vườn, cỏ nhà ha. Tiếp theo là con C4. C4 con này là con Shindewa 220, nòng của nó là 32 ly, nó 22cc nha anh em. Con này thì được cái là nguyên zin nguyên bản, áo thì liền lạc, không bể không vỡ mà nó còn rất là đẹp luôn, còn đỏ ao luôn ha. Máy là bê quy đứng nè, bình xăng con là bình xăng con zin, bình xăng con ra ngang quanh gồ luôn nha anh em. Bình xăng con này thì chạy rất là tiết kiệm xăng, nhất là mấy con mà nòng 30-32 ly mà mấy bình xăng con này là chạy phải gọi là ăn xăng như mèo hử luôn anh em ơi. Cực kỳ tiết kiệm xăng cho mình luôn ha. Bình xăng lớn zin theo máy cho mình luôn. Lốc thì còn rất là sáng luôn nè. Bô thì còn trắng đẹp cho mình luôn. Rồi, tum là tum liền, tum nhựa, tum theo máy luôn nha anh em. Công tắc ấn nè. Con này hiện tại đang dùng là tay đơn. Anh em nào xài tay đơn quen thì có thể xài tay đơn thì nó hay cái là nó gọn anh em. Đi ngoài đường hoặc là anh em đi trong vườn nó không có vướng. Còn anh em mà xài không quen thì nó sẽ mỏi. Thì anh em lúc đó thì báo cho em cái em sẽ đổi cho anh em thành bộ tay đôi. Bộ tay đôi thì bộ tay mới giống vậy đó. Ở hai tay thì anh em mới xài nó sẽ đỡ mỏi hơn tay đơn ha. Lắp đầu bò zin, coi cái gì cũng vậy anh em, sẽ có một cái nhược điểm và cái ưu điểm riêng. Nói chung là mình thích ứng được cái nào thì từ cái nhược điểm nó thành ưu điểm thôi ha. Còn nào không được thì mình báo cho em cái, em sẽ đổi cho mình, bên em đổi miễn phí không tính tiền nha. C4 giá 1.350.000 ha. Tiếp theo là con C5.
C5 con này là con Maru 20 nha anh em. Dây giật thì phải gọi là bao mới luôn nha, chấn tươi luôn nè. Đây. Rất là mới luôn ha. Con này nòng 30 ly 20cc, bình xăng lớn, zin theo nguyên bản theo máy luôn nha. Đây nó còn cái tem luôn nè. Anh em nhìn thấy không? Chữ là còn nguyên si luôn. Đó, rất là đẹp luôn ha. Miếng là còn rất là dày dặn luôn nha anh em. Bình xăng lớn nè. Mới tinh luôn ha. Thùng thì còn đầy đủ nha. Hai cái thùng là giúp cho bình xăng mình nó không khói rắc, giúp cho bình xăng mình không bị mài mòn theo thời gian luôn. Bô trắng đẹp nè. Bình xăng con ra ngang hệ luôn nha anh em, bình xăng con zin của nó luôn. Đây, quanh gồ đây ha. Rồi, trong lốc máy là có dập mắt in da băng luôn. Đây nha anh em. Rồi, tum liền, tum nhựa ha. Tum trắng tinh luôn. Con này ngoài cái việc mà mua về cắt cỏ ra thì anh em có thể mua chân cũng được luôn nha. Công tắc ẩn, công tắc mới đây ha. Quá đẹp luôn nha anh em. Kèm theo đó là bộ tay bóp hệ, bóp mỏ dịch luôn nè. Ốc cùm nè, bốn con còn trắng tươi luôn. Láp còn chữ trắng cỏ zin, đầu bò zin luôn nha anh em. Quá đẹp luôn ha. Tem lơi ma luôn nè, tem chống hàng giả luôn ha. C5 giá 1.500.000. Đặc biệt cái nữa là dòng này chạy rất là tiết kiệm xăng luôn nha em. Thứ nhất nó là hệ Magu, thứ hai nó là máy dòng nhỏ cho nên chạy phải gọi là rất tiết kiệm xăng luôn ha. Rồi, tiếp theo là con C6. C6 là con Echo, dòng này là Echo khủng long ăn cỏ nha anh em. Dòng này thì phải gọi là quá quen thuộc với anh em trên kênh của mình luôn rồi ha. Nòng 32 ly, 25cc nha anh em. Con này bình xăng con là hai kim mới nè. Bình xăng lớn thì cũng là mới luôn ha. Mấy cái dòng này bình xăng con hai kim này mới là do là bình xăng zin nó giật chậm nổ nè. Cho nên là thay mới thân cho nó nhảy nổ. Nó phù hợp với xăng nhớt của Việt Nam ha. Còn bình xăng lớn này thì bắt buộc rồi, tại vì nó bể cho nên bắt buộc phải thay nha anh em. Rồi, tum tôi nói là tum gời, tum nhôm cho mình luôn nha. Đây. Công tắc ẵn ha. Tay đôi gai giữ nha. Láp đầu bò zin. Còn về cái phần công dụng thì con này hiện nói quá nhiều luôn rồi. Bơm nước nè. Bơm nước thì anh em mua cái tu hít bên em có bán đó 150.000. Là ống ga 27 là anh em chỉ việc là gắn thẳng vô cái đầu bò luôn nha, chứ không cần tháo đầu bò, gắn trực tiếp vô đầu bò luôn. Đó là anh em bơm nước được luôn. Cái thứ hai á là anh em có thể cắt cỏ rồi cho bò ăn nè. Đó là thì em mua thêm cái gầm cỏ, bơm cỏ thì bên em bán 100.000 cái đó. Là mua cái gầm cỏ là anh em có thể cắt cỏ rồi cho bò ăn luôn. Dòng này chạy phải gọi là rất là khỏe luôn nha anh em. Công dụng thì rất là nhiều. Đặc biệt là dòng này giá cực kỳ rẻ nha. C6 này giá 1.500.000 nha. Dòng Echo khủng long ăn cỏ 253, áo nhôm cho mình luôn ha. Tiếp theo là con C7. Cực kỳ nhẹ nhàng luôn ha anh em. Do cái con này cái phần chụp giật của nó là nó có cái hộp trả lực cho mình nè. Giật cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Và cái bộ đánh lửa nó rất là tốt, cho nên là giật rất là nhảy nổ. Đó, kết hợp của hai cái này gọi là tuyệt vời luôn ha. C7 này là con Mitsubishi TB323 ha. Nòng là 32 ly 23cc. Tem mát đầy đủ, mắt in da băng đầy đủ cho mình hết luôn. Logo của Mitsubishi luôn nha. Bình xăng con ga ngang, bình xăng con zin luôn nha anh em. Trong lốc không thể thiếu là mắt in da băng ha. Bình xăng lớn cũng là zin theo nguyên bản theo máy cho mình luôn. Áo con này thì nó liên lạc không bể không vỡ nha. Tum liền, tum nhựa. Công tắc thì nằm trên láp luôn nha anh em. Rồi con này cũng tay đơn giống như con Sinowa nãy em có nói đó. Thì anh em nào xài quen thì để nguyên, nó gọn, đi di chuyển ngoài đường hoặc là đi trong vườn nó không vướng. Còn anh em nào xài không quen á thì báo với em cái, em sẽ đổi cho anh em thành bộ tay đôi giống gì nè. Đó, về anh em xài. Thì anh em chốt thì báo cho em cái, anh em đổi thì đổi miễn phí, không tốn tiền ha. Rồi, láp trắng cỏ, đầu bò zin theo máy nha anh em. Con này là nguyên bản 100% hết. Máy liên lạc không bể không vỡ nha. C7 giá 1.650.000. C8. C8 là con Maru 26 ha, dòng Maru Yama luôn nha anh em. Này Maru sắt lớn nè, bình xăng chào bá luôn. Nòng là 34 ly, 26cc ha. Con này ốp giật trợ lực lớn luôn nha anh em. Trợ lực có giới thiệu luôn á, giật rất là nhẹ. Đặc biệt tum gời, tum nhôm luôn.
Cái dòng Maru áo nâu này nó ít khi có lắm nha anh em. Về chục con chắc được 1 con thôi, nhiều khi không có đâu nữa. 15-20 con mới có 1 con nữa. Bô trắng đẹp luôn. Ốc còn 7 màu nè. Rất là sáng luôn ha. Con này thì có chỗ này nó hơi bị lủng nhẹ lỗ đi nha anh em. Này không biết cái gì nó bị nóng, nó bị rớt xuống nó lủng lỗ. Bình xăng con ra ngang hệ nha, xăng con zin luôn. Bình xăng thì phải gọi là bao sáng bao đẹp luôn. Trắng tư luôn ha. Rồi con này trong đốc nó cũng có dập match in cho băng cho mình luôn nha. Nằm phía dưới này nha anh em. Đây. Match in cho băng ha. Suzuki máy là dập nổi luôn. Rồi tem cũng có tem Lema luôn nha. Đó, tem Lema, tem chống hàng giả nha. Đây. Tum gời, tum nhôm, tum thì tháo bốn ốc nó ra thì lấy gời cái đầu máy ra thôi anh em. Lấy đầu máy chế cháo này kia, thuốc này kia đều được hết luôn ha. Tay đôi, gai giữ nè. Công tắc là công tắc ấn trên tay luôn nha. Rất là tiện cho mình luôn. Lắp đầu bò zin, trắng cỏ thì nó bị bể rồi. Cái này để em thay cho anh em, cho anh em một trắng cỏ mới theo máy luôn ha. Nguyên bản hết luôn nha anh em, không có bị lai vô nha. C8 giá 1.900.000. C9. C9 là cái con Genos Komatsu, con này là BC2006 nha. Nồng của nó là 34 ly, 26cc ha. Đây. Dòng này thì phải gọi là chạy rất là ngon luôn á. Dòng này chạy phải gọi là bao lợi xăng, bao bền luôn nha anh em. Xăng nhớt đầy đủ thì em bao cho anh em xài luôn, bao vô lâu cũng bao luôn nha anh em. Cực kỳ bền bỉ luôn, nhất là bộ nồng piston luôn á. Ha, 1 lít xăng 40cc nhớt, anh em đổ đúng cho em tỷ lệ đi, là bao cho anh em xài bao lâu cũng được luôn. Chụp giật trợ lực lớn có giới thiệu cho mình luôn nè. Giật rất là nhẹ nha. Với lại bộ đánh lửa tốt nè anh em. Nó thì hai cái này kết hợp lại thì giúp cho máy mình nó rất là hoàn hảo luôn, rất là hoàn thiện luôn. Giật nhẹ nhạy nổ. Bình xăng con zin, còn bình xăng lớn thì nó đã thay mới anh em. Bình xăng con lớn bị bể ha. Rồi trong lốc là có dập Komatsu Genos cho mình luôn. Đây. Bô thì nó đặc biệt là nó hướng lên nha. Đó, đây hồng bô xả nè, quay lên ha. Tum rồi, tum nhôm, tum là tum 260 luôn nha anh em. Tháo ra gắn xịt thuốc chế cháo gì cũng được, giống như Maru Mitsu rồi đó. Tay đôi, đặc biệt con này bộ ga là ga hai chế độ. Ga này anh em kéo buông ra tự động nó chảy về. Còn anh em muốn nó giữ á, thì anh em bóp vô. Đó thì nó sẽ thành ga giữ, rất là tiện cho mình luôn ha. Rồi, công tắc trên tay nè. Cái bộ ga nó hay á là anh em nào vừa cắt cỏ mà vừa gắn bơm nước á thì nó có hai bộ tay thì nó rất là tiện cho mình trong cái việc sử dụng luôn. Hay cực kỳ luôn nha anh em. C9 giá 2 triệu chẳng nha. C10. C10 là con Kawasaki, này là TA23 nha anh em. Nồng của nó là 37 ly, 33cc. Dòng này thì mấy anh em nào cắt cỏ to, cỏ bự này kia rồi đó, nhất là mấy anh em hay nói là dùng miền Trung đó, mấy anh mà cỏ vừa vừa mà có bự không đó ha, cao cao tầm 40-50cm đó, mà nó có cái cỏ thì nó cỡ ngón tay cái có khi ngón giò luôn á anh em. Thì anh em lấy mấy con máy bự này mình cắt nha. Thứ nhất cắt cho nó ngọt, thứ hai máy nó cho nó bền anh em. Chứ mình cắt mấy con máy nhỏ nhỏ mà cỏ to gì cắt thời gian liên tục nó cũng máy nó rất là mau xuống. Đó cho nên là anh em cắt cỏ to thì nên mua máy to theo đúng theo cái chất lượng của cái cỏ nha anh em. Để máy mình nó xài bền với lại cắt rồi cho nó mướt nó không bị sượng máy. Con này thì bình xăng lớn mới nha. Còn bình xăng con thì nó bình xăng con zin nha. Tum là tum gời, tum lớn. Đây. Lớn nha anh em. Công tắc ấn nè, chân chống thì đầy đủ cho mình nha. Đặc biệt cái con này bộ tay đó là bộ tay lắp xoay. Bộ lắp xoay thì nó giúp cho anh em khi mà cắt trong ngóc trong ngách đó thì anh em cứ việc xoay cái lắp thôi, cái đầu máy nó sẽ vẫn giữ nguyên, giúp cho mình nó nhẹ hơn khi mà anh em xoay tới xoay lui. Hay là cái phần hay của mấy con máy này có cái bộ tay này ha. Móc dây đeo nằm đây, ba lỗ đây. C10 giá 2 triệu nha anh em. Lắp xoay nha. Nếu anh em nào xài lắp xoay không quen thì lúc mà chốt qua báo với em cái thì em có thể bắt cho cái lắp nó đứng lại, nó không có xoay. Còn anh em nào không báo thì em sẽ để nguyên cho mình. Tại vì lắp xe này nhiều khi xài nó cũng tiện hơn. C10 giá 2 triệu ha. C11.
C11 là con Maru. Con này là ký hiệu nó là GKS11. Con này nồng 31 ly 21cc nha anh em. Máy này thì dùng cho anh em dùng gia đình, xịt vòng vòng nhà mấy cái xịt ba cái cỏ này kia rồi đó, hoặc là anh em xịt mấy cây kiển này kia, cây cảnh này kia rồi đó ha. Quải cho nó nhẹ nha anh em. Con này ốp giật có trợ lực luôn nha. Áo thì rất là mới luôn, tem mát còn nguyên si, bô nè. Quá đẹp luôn nha anh em. Ốc thì còn đang xì lì luôn, cực kỳ mới luôn ha. Rồi, bình xăng con ra ngang hệ luôn nha. Đây, quanh gồ cho mình. Trong lốc có dập mách in da băng. Con này bơm quạt nha anh em, do nó là máy nhỏ cho nên nó dùng bơm quạt là đủ xài rồi. Tem lê ma có cho mình luôn. Rồi, ra đây, công tắc nằm đây luôn, cực kỳ đẹp luôn ha. Ốp lưng dây đeo đầy đủ nha. Ồ, dây đeo với ốp lưng như mới luôn anh em ơi. Thùng 10 lít đẩy đổ đầy thì có thể là ra được 11 lít luôn nha anh em ha. C10, C11 giá 1,6 triệu. Con này em nghĩ này bộ này không chắc cỡ 4-5 kg gì. Quá trời nhỏ, quá trời nhẹ luôn ha. C12. C12 con này VIP nha anh em. Mitsubishi TL23, nòng 32 ly, 23cc nha. VIP thứ nhất là ở chỗ cái đầu máy của nó là bình xăng con là 2 kim. Nó là bộ máy của Mitsubishi, bền lệ xăng 2 kim nữa, phải gọi là bao lệ xăng cho mình luôn. Lốc có dập bách in vào bằng. Bình xăng lớn thì bình xăng mới nha anh em. Cái thứ hai nó là ở cái bộ tum. Tum của này là cái bộ tum gời. Tum này thì anh em ở nhà có bộ cần cắt cỏ rồi là anh em có thể tháo gời đầu máy ra mình gắn cắt cỏ được luôn, rất là tiện luôn. Và bơm của này là bơm ti có chỉnh áp luôn nha anh em. Nó có mức là từ số 1 tới số 7 luôn. Đây, 1 nè. 7 đây ha, nó có 7 mức nha anh em. Thùng nó đó là thùng maximum là 22 lít nè. Thùng này thùng zin, nó thì nó có hơi bị ố vàng nha anh em. Đó, nhưng mà được cái là dày dặn, không bể không vỡ đâu hết luôn. Và chỉ đổ vô thuốc vô xài thôi. Ốp lưng dây đeo đầy đủ nha. Cần ga nè, công tắc nè, đầy đủ cho mình hết luôn nha anh em ha. Tum gời tum nhôm luôn nha. C12 giá 2 triệu chẵn cho mình luôn ha, bao ship luôn nha anh em. Cuối cùng C13. C13 con này là con nó có nhiều chức năng lắm nha anh em. Phun vôi thổi lá xạo phân được hết luôn nha. Thùng này thùng tròn thì anh em không có thể xả lúa được rồi. Thùng tròn thì nó không có, thùng vuông thì xả lúa được, còn thùng tròn này không có xả lúa được. Cho nên là anh em dùng để thổi lá nè, phun vôi nè, xạo phân ha đều được hết. Con này nồng 43 ly nha, nó 50cc nha anh em. Ký hiệu là FS500A ha. Con này thì cái áo thì đẹp xuất sắc nè. Có cái chỗ này nó bị cắn nhẹ này xíu nha anh em. Nó cái này anh em lưu ý giùm em, ốc tán thì còn trắng tươi hết luôn. Rất là đẹp luôn ha. Máy là bình xăng trên nha. Rồi, căn này là căn ga đây anh em. Còn này là bên cái phần để mở hộp nè ha. Đó, nó chia hai bên như mình nè. Ốp lưng dây đeo còn như mới luôn nha. Rất là sáng, cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi, bộ quạt máy đây. Ốc tán là quay tới con nào đấy còn trắng tươi hết luôn. Thùng 16 lít nha anh em. Con này thì theo cái máy này thì đã có con sùng rồi. Sùng thì em có bỏ trong thùng cho mình luôn rồi nè. Thùng này sùng zin luôn nha anh em. Sùng theo máy của nó luôn á. Nó thì anh em nào đều dùng để phun dâu với lại xà phân thì lấy con này cũng khá là ok á. Hình thức thì cũng còn rất là đẹp luôn ha. Thùng 16 lít, bình xăng trên luôn. C13 giá 2.100.000 nha. Này em bao ship cho mình luôn rồi nha anh em. Cho nên anh em chốt được khỏi cần phải phân vân ở tiền ship nặng hay không chứ. Bên em bao ship cho mình này ha. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ số điện thoại của em. Chào tất cả anh em nha.